Vâng, thì nó sẽ nào. Thứ nhất là của cô có nếp nhăn nhiều, nhiều nếp nhăn. Cái da của cô nó bị nhão nên nó chảy xuống phía dưới đây này. Đấy, ở tuổi mình ai cũng như thế này thôi. Đấy, bây giờ mình thấy nó nhão, nó chảy, cái vùng này là vùng nhão chảy, sệ xuống. Phần thứ hai là phần này của cô thừa da rất là nhiều và có cái bọng mỡ to. Đây là nếp nhăn xung quanh mắt. Đây là nếp nhăn ở vùng trán. Đây là nếp nhăn ở vùng cung mày. Đây là nếp nhăn xung quanh mắt. Đây là thừa da và bọng mỡ. Đó. Thì xóa nếp nhăn thì mình có thể làm được cái gì? Thứ nhất là mình có thể làm nếp nhăn ở xung đuôi mắt này. À, vùng đuôi mắt này này. Khi mà làm thì với lứa tuổi của cô như này thì nó sẽ mờ được khoảng, khi mình chạy bằng gô laser ấy, nó mờ được khoảng tầm 80-90% nếp nhăn. Đây đáp ứng rất tốt, còn đáp ứng ở mức gọi là mọi người hay đáp ứng thì thường từ 70-80%. Tức là hầu như cái nếp nhăn ở đây của cô là nó mờ đi. Mờ theo khía cạnh gì? Một là về cái kích thước nếp nhăn thì nó cũng sẽ nhỏ hơn. Thứ hai nữa là gì? Về mức độ xuất hiện nhăn khi cô cười. Cô cười rồi xem nào. Cô cười hết cỡ nào. Đấy, cô cười hết cỡ nó nhăn rất là nhiều. Thì khi mà mình điều trị thì khi cô cười nếp nhăn nó sẽ đỡ hơn. Đấy. Nói là để nó không có một nếp nhăn gì thì tương đối là khó. Thôi, hiểu cái đó nhỉ? Chán cũng thế. Đấy, chán như vậy. Nó giảm nếp nhăn xuống. Cung mày này. Và bên mắt này. Đấy. Thì cái này mình sẽ dùng bằng công nghệ gold laser nhé chú nhá.